trực tiếp dưới sông à. Cái gì heo á, hơn heo á ở dưới được thành thấy à. Trời ơi, con cứ về dưới nó hết biết. Vậy sông trực tiếp ở sông luôn vậy hả? Nó xả vậy nè, nó trực tiếp ra sông. Chứ không có lắng bể. Có nhưng mà nó nhiều quá, không xiết xả trực tiếp luôn. Ở nguồn nước về dơ. Rồi đi. Đợi chưa? Bên kia kệ còn cái. Nó đang xả để coi sang cái cạn. Lươn trắng nữa hả? Bé lớn. Vậy hả? Trời. Đừng có dọc quá hư thầy. Thôi chứ đừng có chạy. Thôi được rồi. Rồi vô trong này thầy. Ôi trời ơi, được cho luôn nha thầy. Ơi bắt được con luôn cho luôn nha thầy. Đứa nào bắt đang cho nè. Thôi thầy. Xong rồi đây. $3,000 con. Này lương mới nở nè. Cái này là mày cái này khoảng 2,000 rồi 3,000 con còn này đủ giao cho mày nó bắt mày cái nào mày đủ rồi. Này tối nhà về rồi. Này ai? Chiều đi. Này này mới nở nè. Nó xấu cũng heo hả? Không, cái tải bụng trắng cho con heo, con heo chết. Cái bụng nó còn hoàng á, nó còn cái nổ hoàng. Đó, cỡ này là 3,000 nè. Cái này là 3,000. Thứ bảy nhau giao cho người ta nè. Cho khoảng mấy ngàn
này bắt ngàn con nè. Rồi ngàn con rồi, tấm này luôn nha. Có tiền theo mà. Tiền mặt tư luôn. Rồi, hợp đồng tới vậy luôn. Đi mà không là có gì. Rồi, vậy rồi bên đây nè. Đây không, qua, không qua ổng rồi. Hứa cho mà. Không có nhiều nữa. Rồi em ở cái ngàn này đi. Ngàn mua bánh để đồng, chứ là hồn à. Có rồi chứ không có. Rồi thôi điểm điểm với thầy này, điểm thầy này luôn nha. Mới được chứ để ổng nhiều món lắm. Thì nè. Rồi đây là chúng ta bể khẽ tận bể khẽ luôn tận dụng nhiều này kết cái này rồi phải không? Này chắc không đủ ngàn quá, không đủ ngàn. Bên kia nhỏ hơn, nhỏ hơn. Bên này nhỏ hơn ha. Mua mão xô đi. Không dám đâu. Cái này không dám, cũng không dám bán, cũng không dám mua luôn. Phải đếm từng con một con rồi vậy. Con này mới nở ra chừng 10 ngàn kia đó. Đó rồi. Không tới, không tới. Này 3 ngày. Này mới sang được 3 ngày. Con mới nở ra. Mới nở. Trăng. Đầu thành tròn là gì đó. Trời ơi, trời ơi, nó là. Nè, thôi nè. Chiếc một bắt lương kết thúc. Vô coi lương đi. Nè bắt lương à. Cái bánh nè. Yeah. Vô con nào bắt mua nào bắt không ấy. Nhìn thấy mà sốc quá trời. Ông đọc tôi cũng mấy năm nay giờ hết rồi. Ông vừa đi ấy nuôi mà ông vừa mua bán mấy ngày nữa. Qua mua bán. Ăn xong. Giờ cái lương này nó hồi năm rồi lỏng mấy bậc hồi năm rồi ông làm cái xỉu à. Là cách năng năm là ông mày không phát triển lương luôn thấy cái măng hơn dễ ăn hơn. Giờ ông đầu tư mới là 30 hồ chứ hồi năm rồi ông làm mấy cái hồ hay hồ ông mới nuôi lần đầu tiên chứ nuôi ếch mà thấy ếch là như không được cái không phát triển nhưng mà lương thấy vẫn được cho nên giờ ông đầu tư qua luôn. Ha ha.